Cái chỗ này nó có hai cái từ mà người ta sử dụng với các bạn. Nếu như mà các bạn học nguyên lý hệ điều hành thì nó có cái từ tiến trình là project. Process nha, chứ không phải project. Project là dự án. Process. Rồi còn cái đa cái luồng, luồng là nó để là track. Như vậy khi mà mình chạy một cái chương trình lên giống như thế này, mình lấy cái khái niệm là cái ứng dụng của chúng ta, giả sử như ứng dụng PowerPoint này nè, ứng dụng PowerPoint này là một ứng dụng, nó biên dịch ra thành file ASE nằm trên máy của mình thì chúng ta gọi nó là ứng dụng. Khi mình double click nó chạy lên, nó chiếm dụng bộ nhớ, chiếm dụng CPU thì cái PowerPoint của mình nó trở thành tiến trình, một ứng dụng tương đương với một tiến trình đang chạy. Trong tiến trình đó nó chia làm nhiều cái tiểu trình. Trong PowerPoint khi mà nó chạy á, thì nó có nhiều cái tiểu trình. Tiểu trình thì chúng ta gọi là thread. Nó là có hai khái niệm. Còn ở đây chúng ta đang xài thì người ta đang dùng phía trước này á, là người ta dùng là tiến trình. Nhưng mà bên trong á, là sử dụng cái từ thread. Như là tiến trình và tiểu trình. Tiểu trình là một tiến trình con. À, mình hiểu cái khái niệm đó. Minty. Minty là gì các bạn? Minty là nhiều ha, Minty là nhiều. Như vậy thực ra nếu mà các bạn học cái môn nguyên lý hệ điều hành thì nó rõ ràng hơn. Một người có thể làm nhiều việc cùng lúc không? Không bao giờ. Không bao giờ. Tại vì khi mà chúng ta làm, chúng ta có cảm giác là cùng lúc. Nhưng mà lúc chúng ta làm việc này thì việc kia nó tại thời điểm tức thời đó nó không làm chuyện kia. Kể cả CPU cũng vậy. CPU chúng ta vừa thầy đang mở ở đây nè. Vừa Zalo, vừa trình duyệt, vừa Excel, vừa PowerPoint nó đều chạy được hết. Kể cả thầy nghe YouTube hai ba tab luôn cũng được luôn. Nhưng mà cái đó nó cũng không có không 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 có cùng lúc. Tại vì máy của mình nó có nhiều CPU. Một CPU nhưng mà thực ra nó có nhiều nhân bên trong. Tức là nhiều người công nhân á. Và mỗi người công nhân thực hiện công việc, một công việc. Và cái thứ hai, cho dù là máy tính của chúng ta trước đây nó chỉ có một nhân thôi. Nhưng mà mình vẫn có thấy là nó đang làm liên tục. Vừa quật, vừa nghe nhạc, vừa Excel được luôn. Thì nó sẽ chia cái công việc ra. Ví dụ như nó làm cái việc này trong vòng 0.05 giây. Rồi nó xuống làm việc khác 0.03 giây. Nó quay làm việc khác 0.01 giây. Quay lên lại nó làm tiếp. Và đối với mình, thời gian đáp ứng của công việc đó đủ để mình có cảm giác là nó liên tục. Cho nên là tại một thời điểm, một CPU chỉ làm một việc duy nhất. Mà do máy của mình nó có nhiều CPU. Ví dụ như là 4 nhân, tức là 4 việc liên tục. Mà chưa kể là nó phân ra nhiều cái đoạn khác nhau. Thì nó có thể nó xử lý nhiều hơn 4 việc. Mà mình có cảm giác rằng là nó liên tục. Rồi, ok. Như vậy mình có cái khái niệm đó để mình biết cho nó dễ. Xử lý đa nhiệm và đa luồng. Red là tiểu trình. Hồi nãy thầy nói process là tiến trình. Còn red là tiểu trình. Một ứng dụng có thể được chia nhỏ thành nhiều nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ có thể được tạo một red. Hồi nãy thầy nói một ứng dụng PowerPoint khi mình mở lên thì nó là một tiến trình. Trong tiến trình đó nó có nhiều tiểu trình. Có hai cách để khởi tạo. Cũng giống như hôm trước chúng ta khởi tạo cái một cái lớp để lưu á. Một cách là chúng ta sẽ kế thừa cái runnable để chúng ta lưu. Một cái thứ hai là chúng ta sẽ cái collection nhé, cái collection. Một cái là chúng ta sẽ kế thừa cái collection luôn, một cái là chúng ta tạo cái collection từ bên ngoài để chúng ta sử dụng. Thì tương tự như vậy, bạn muốn dùng được tiểu trình, muốn dùng được thread thì các bạn phải kế thừa
hoặc là các bạn dùng một cái tạo một cái interface từ bên ngoài để bạn dùng. Ở đây người ta sẽ ví dụ cho các bạn là với một cái lớp mà chúng ta xây dựng thì chúng ta kế thừa từ tiến trình hay là tiểu trình. Rồi khi mà bạn kế thừa thì tự động nó yêu cầu các bạn phải override lại cái run, cái phương thức run này, tự động override. Và trong cái run này chúng ta làm cái gì thì cái lớp này nó sẽ chạy liên tục và nó xử lý cái run này. Như vậy ở đây là chúng ta tạo một lớp của riêng riêng mình và chúng ta kế thừa từ thread. Sau đó thì ở trong cái hàm main chúng ta lấy là my thread T1 new my thread T2. Như vậy hai cái này nó chạy độc lập nhau. Chỗ này mình thấy có thời gian nghỉ nè. Thread chấm sleep tức là nó nghỉ bao nhiêu đây? 1 giây. Đó, nó nghỉ 1 giây. Như vậy khi mà nó nghỉ 1 giây thì nó sẽ nghỉ trên trong nội bộ cái này thôi, chứ nó không ảnh hưởng đến các cái tiểu trình khác. Tiểu trình khác nó vẫn chạy bình thường. Chúng ta sẽ demo ở chỗ này. Cái này là mình dùng cách một kế thừa từ tiểu trình. Cái khái niệm tiểu trình, tiến trình bạn nói sao cũng được, nhưng mà nếu mà mình hiểu rõ thì nó là tiến trình con của một tiến trình lớn. Một tiến trình lớn là một chương trình chạy. Ví dụ như bạn mở Word thì Word là một tiến trình. Excel, PowerPoint hoặc là NetBeans hoặc là Elite hoặc gì đó. Khi mà bạn chạy lên thì nó là một tiến trình. Cái NetBeans mình đang xài này nè. Nếu mà mình chưa double click, chưa chạy lên thì nó chỉ là chương trình nhé. Khi nào mà nó run, nó chiếm dụng CPU, chiếm dụng RAM thì lúc đó nó mới là tiến trình. Còn mình chép qua, cài lên thì nó mới là tiểu trình thôi. À, xin lỗi, nó mới là chương trình thôi. Nó nằm trên máy mình nó mới là chương trình, chưa phải là tiến trình. Ở đây chúng ta sẽ tạo một cái package mới. Các bạn sẽ có package ở đây là slide 6. À, chúng ta đang sử dụng thread 6. Trong cái slide 6 này thì sẽ tạo một cái class my thread. Mình tạo xong thì ở đây mình kế thừa từ cái thread của mình, kế thừa từ thread ha, thì nó sẽ yêu cầu mình viết lại cái hàm run. Run, bạn gõ chữ run thì nó sẽ cho là mình override. Ở dưới này mình chỉ cần gõ chữ run thôi. Đó, kế thừa từ thread nè. Ở chỗ này mình gõ chữ run, control space thì nó yêu cầu mình viết lại cái phương thức này. Viết lại cái phương thức. Trong này người ta cho for i chạy từ 0 đến 2 là sao ta? Vòng lặp vô hạn i cộng cộng system out i và nghỉ 1 giây. Cái try catch này chỉ để nghỉ 1 giây thôi. Tại sao phải dùng try catch? Bởi vì cái việc nghỉ này nè, đôi khi nó xảy ra lỗi, cho nên Java người ta muốn mình là đảm bảo rằng chương trình không bị lỗi thì người ta đẩy mình vô try catch. Tí nữa các bạn sẽ viết sleep mà không try catch coi nó báo cái gì. For i chạy từ 0 cho đến 2. Chỗ này chúng ta bỏ này đi, Ctrl X là chúng ta xóa dòng. Enter. For
INTI bằng 0.2 chấm phẩy y cộng cộng ở bên trong system out cái biến y này ra, system out biến y này ra, và chúng ta chọn trace chấm slip 1000. Rồi hồi nãy thầy mới nói xong, nếu như chúng ta dùng cái trace chấm slip thì nó sẽ báo lỗi và nó yêu cầu chúng ta là, bởi vì nó có cái exception, nó có cái exception, tại vì khi mà người ta viết cái phương thức slip này, người ta có ném lỗi ra ngoài, có ném lỗi ra ngoài, người ta có throw nó ra, mà nếu như người ta có ném lỗi ra mà mình không try catch là nó không đúng cấu trúc đó. Cho nên ở chỗ này mình yêu cầu là mình phải đưa nó vào try catch hết lỗi. Còn cái catch dưới này mình làm cái gì là tùy mình. Ở trong này nếu như có lỗi thì thoát, còn mình muốn có lỗi làm gì thì đó là do mình xử lý. Còn theo như trong bài thì chỗ này nếu có lỗi thì thoát, không làm gì hết. Rồi break, có lỗi thì break nó ra hết. Như vậy mình đã có được cái hàm break của mình. Bây giờ mình sẽ qua mình tạo một cái lớp của slide 6. New một cái lớp, mình để là slide 6 để mà mình chạy. Và trong này thì chúng ta sẽ tạo hàm main. Trong cái lớp này chúng ta tạo hàm main trong cùng một package luôn ha, trong cùng một package. Và phía bên trong hàm main này chúng ta sẽ tạo my thread T1 bằng new my thread chấm phẩy T1 chấm start bắt đầu. T1 chấm start bắt đầu chạy nó lên. Output không một hai, mình đang viết trực tiếp ở đây, mình chưa xử lý sự kiện nút bấm thì nó cứ chạy, đến khi nào mình đóng thì nó mới đóng. Control C mình sẽ đóng cái, mình đóng cái này lại, mình cho nó stop. Rồi nó dừng, nó chạy đến 22, chạy chậm quá. Mình sẽ thay đổi cái thời gian close, mình thay đổi thời gian này còn 500 thôi, 500 thôi để cho nó chạy nhanh tí. Ở đây là mình có thread 1, bây giờ mình sẽ copy, mình tạo ra thread 2, thread 3. Chỗ này mình để là T2, chỗ này mình để là T3. T3 chạy, chuyện gì đang bị lỗi đây? Ừ, tại vì thầy quên sửa chỗ này, T1 nó start đến 3 lần cho nên nó báo lỗi T1, T2, T3. Dưới này mình run cái nha, à mình stop cái nha, tại vì lúc nãy mình có start mà mình chưa có dùng cái phương thức stop. Rồi, 3 số 1, 3 số 2, 3 số 3, số 4. Rồi, nhìn lại nè. Số 0, 3. Số 1, 3. Số 2, số 3. Số 4, số 5. Đó, nó đồng thời. Nó chạy 3 tiến trình cùng lúc. 3 tiến trình cùng lúc. Get name cộng với y coi thì nó chạy cái gì. Read name
Rồi để thầy tách nó ra cái. Tách nó ra cho các bạn dễ thấy. Red name cộng với cộng. Rồi. Nhìn lại nha, hồi nãy mình thấy số 1, số 2, số 3 mình không thấy gì hết. Bây giờ chạy lại. Chuyện gì ta? Hồi nãy mình thấy 3 số 0, 3 số 1, 3 số 2 không có gì đặc biệt đúng không? Rồi, đây mình nhìn lại nè. 3 số 0 nếu lúc đầu mình không in cái tên của tiểu trình ra thì mình thấy 3 số 0 là 3 số 0. Nhưng nếu mà thầy in cái tên của tiểu trình ra, các bạn thấy là tiểu trình 2 nó chạy trước nè. Mặc dù mình tạo sau. Tiểu trình 0, tiểu trình 1. Rồi tiểu trình 0, tiểu trình 2, tiểu trình 1. Rồi 0, 2, 1. 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1. Đôi khi nó lại đảo các bạn. Còn tại sao nó như vậy? Thì vui lòng lên kênh ông Mười Giáo coi nguyên lý hệ điều hành. Chúng ta sẽ biết tại sao nó thế. Mình không học nguyên lý hệ điều hành. Tại vì lúc mà nó vô nó khởi tạo, mặc dù là bạn đến sớm nhưng mà bạn vô hàng đợi, nó xui một cái nó đụng tiến trình kia đang ra, cho nên là bạn phải xếp sau đó. Mình xếp sau thì mình được cấp sau. Rồi như vậy chúng ta thấy là tiểu trình của chúng ta, bạn muốn nhìn được tiểu trình nào đang chạy thì trong cái MyPress này các bạn viết thêm giúp cho thầy this.getName. This là gì? Là my thread. This là my thread, là chính cái class này. Chấm get name là cái mà được hệ thống khởi tạo là tiểu trình thứ mấy, được không? Như vậy ở bên này các bạn tạo thêm nhiều tiểu trình thì nó tự động nó xin cho các bạn nhiều cái tên mới. Chỗ này là 3 rồi thì chỗ này là 4, 4, 5, 5, 6, 6. Bạn có 6 tiểu trình chạy. Đó, cái này là càng nhiều thì nó càng ngẫu nhiên hơn. Càng nhiều thì nó càng ngẫu nhiên hơn. Như vậy chỗ này chúng ta thấy là bạn số 4 đến bạn số 2, số 5, số 0, số 1. Số 3. Rồi xuống đây lại là 0, 5, 4, 2, 3, 1. Đó, 0, 5, 4, 2, 3, 1, 5. Lại lên trước. Mình không điều khiển được cái này. Cái này là do hệ điều hành nó cấp cái CPU lúc nào thì tiểu trình sẽ được thực thi lúc đó. Và nó có những trạng thái bị chờ, trạng thái đang ngủ, tiến trình đang ngủ, trạng thái đang chạy, run, sleep, wait, chờ. Được chưa? Mình đã demo được tiến trình, tiểu trình đây chưa? Rất là đơn giản. Mình chọn đặt cái tên cho class của mình, sau đó mình kế thừa từ thread. Sau đó các bạn override lại cái phương thức run. Còn trong run này chúng ta làm cái gì thì chúng ta tùy xử lý. Ví dụ trong bài của bạn, cái bài assignment 2, người ta yêu cầu là các bạn đưa cái đồng hồ lên. Đưa cái đồng hồ chạy theo thời gian thực. Thì các bạn sẽ lấy cái đồng hồ của CPU, các bạn xử lý ra. Các bạn lấy giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm, bạn tự xử lý. Và cái này nó chạy liên tục. Nó không ảnh hưởng gì đến cái chương trình của bạn đang chạy cả. Nó tạo ra một cái tiểu trình mới. Khi các bạn đang run vậy nè, ví dụ như mình bỏ cái đồng hồ vào cái form của mình đi. Vào cái form của mình. Ví dụ như lab 2, mình bỏ cái đồng hồ vào cái form này thì cái đồng hồ chạy phần của đồng hồ. Còn mình xử lý các nút bấm thì là chuyện mình xử lý. Nó không ảnh hưởng gì nhau cả.
Đó là chúng ta tạo tiểu trình.